Bên đây là những cái đồng tiền mà họ in bằng vàng hết luôn á, mà cái giá nó là 14.500. 14.500 đồng. Các bạn thường thường là hay nghe người ta hay nói tiền nhiều để làm gì thì đây. Nó bằng vàng mà nó cũng giá trị vậy. Với lại cái hộp nó cũng đẹp quá trời, thấy không? Anh mua tặng em một cái hộp đó đi. Hello. Xin chào ngày mới đại gia đình mến yêu của Hiển Chào Trời Vlog nha. Kính thưa quý ông bà cô chú, anh chị em cùng bạn bè thân mến, tiếp theo cái series là tham quan camera. Thì bây giờ ngày hôm nay Hiển với Phó Bếp mời đại gia đình mến yêu cùng trải nghiệm khu đúc tiền cát của Úc. Hiện tại bây giờ ở nước Úc cũng như Canada, New Zealand rồi kia là sắp sửa sẽ đổi đồng tiền cát nha các bạn. Tại vì mình vừa rồi thay đổi chính sách ở bên Anh đó, nữ hoàng băng hà xong rồi tới Thái Tử Chạc lên ngôi vua thì bắt buộc phải đổi tiền. Thì cái đồng tiền Úc hiện tại trong lúc này thì chưa, nhưng mà trong tương lai gần thì sẽ đổi là từ 5 sen, 10 sen, 20 sen, 50 sen tới 1 đồng, 2 đồng. Đó, thì ở trong này họ làm tiền cắt như thế nào, làm ra làm sao? Mời các bạn trải nghiệm với Hiển Phó Bếp ngày hôm nay nha, để coi họ làm có hoành tráng không? Giống như mình suy nghĩ trong đầu không? Mời các bạn nha. Má đi vô cổng mà có chữ welcome mà nó thấy à? Đó, mời gọi đó. Mời gọi vậy đó. Đây là cái quốc quy của nước Úc các bạn, một bên là con kangaroo, một bên là con đà điểu. Đó, chính giữa là con thiên nga nè, rồi mấy cái con mà chim ở nước Úc. Đây là cái mão của nữ hoàng là tượng trưng cho quyền quy đó, đó. Đây các bạn, cái này một đồng. Là một đồng. Đẹp quá ha. Thì các bạn tưởng tượng thử ở trong này đó là bao nhiêu tiền rồi. Đây nè, cái bậc thang của mình đi nè, thấy chưa, nó có tiền ở trong này luôn nè. Đó à. Đúng là tới chỗ đút tiền nè, đâu đâu cũng có tiền hết trơn. Đây là cái máy mà đút tiền là thời mà thời xưa đó, đó thời cái máy thời xưa đó. Đó, đó. Thì sau này họ không dùng nữa, họ làm để mà họ trưng bày cho thế hệ sau này nhìn thấy là coi cho biết vậy thôi. Ủa vậy là thời xưa xa xưa là đã có làm giờ cái mỗi lần cái nó làm cái cọc mới ra đồng, cái cọc mới ra không, ý mình nói giống như cái biểu tượng kangaroo là từ thời xưa là đã làm thì nó ra. Đã chọn rồi. Trong này hiện thấy là họ trưng bày những cái mô hình của con khủng long nè, có móng có đồ của nó nữa nè. Cái bảo tàng luôn anh này. Đồ, một cái móng khủng long rồi. Thì ở đây á, họ muốn làm cho mình để sưu tầm mình chơi các bạn. Những người mà thích sưu tầm tiền á thì cái này là không nhiều nha, họ in là số lượng ít thôi, hạn chế thôi. Rồi mỗi một lần họ in là họ để rồi họ bán 10 đồng một khối hả? Họ có để cái giá như đây. Dạ. Hồi mình vô trong mình coi mình biết. Ở đây là cái khu cho mấy trẻ em vô đây để mà tô mở màu vẽ hình đồ này kia đó mà. Mình dẫn trẻ nhỏ vô đây, nó có những cái này nó không có bị chán chứ không thôi mình dẫn đi vòng vòng hồi nó buồn á. Với con nít á, có nhiều khi những cái ý tưởng của nó độc lắm, mình không có hiểu hết được đâu. Ngộ quá. Ủa? Cái này 3D ha, là cái sao mà mình không hiểu. Mình giờ mình tưởng đấy nó cái cục. Mình giờ mình tưởng đâu nó nằm ở trên mặt vậy các bạn. Đó. Mình hứng tay vô. Trong này là những cái đồng cắt mà họ để cho mình coi nè. Cái này là 50 sen, 20 sen đồng rồi tùm lum. Mấy cái lỗ chỉ thực mà họ để nha. Mấy cái này mà họ bán là tiền không đó. Lỗi bị lỗi. Thường thường mấy cái lỗ đó là mấy cái đáng giá đó. Giống như mình may đồ bị hư vậy đó. Đây các bạn nhìn thấy giống như là vàng, là phải vàng không? Vàng họ pha ra để mà họ làm tiền xu hồi xưa ha. Hồi cái thời này là cái thời khai thiên lập quốc nè, cái tiền tệ nó tính bằng vàng chứ không có bằng thau, bằng nhôm giống như bây giờ nữa. 1852. Đúng rồi. Tại nước Úc có cách đây khoảng 200-300 năm thôi. Mà cái lúc đầu mà cái người Anh qua đó là họ khai thác vàng đó, vàng ở Úc tôi nó đầy, trời ơi nó đầy. Ở đây là những cái mô hình và những cái đồng tiền cắt ở Úc mà đã sử dụng qua luôn đó các bạn. Cái này là dưới 1 đồng nha.
50 cent, 20 cent, rồi 10 cent, 5 cent rồi kia. Mà có những cái đồng này hồi xưa mình thấy nó bự quá nè, đó, bự hơn bây giờ. Đó là có lần clip Hiển chia sẻ là những cái hình của nữ hoàng này theo năm tháng nha các bạn. Mỗi lần mà in đồng tiền mới là họ sẽ lấy cái hình của nữ hoàng đương thời họ khắc họa ra. Những cái thiết kế mà bằng thạch cao bên đây là không có lựa chọn nha bạn, là có nghĩa là không được tuyển dụng, không có được vô, nằm ở đây giữ ở đây để mà cho mình thấy chơi vậy đó. Đây hai đồng nè, 5 sen nè, 10 sen nè, như thế này cũng đẹp lắm đó. Đây là những cái đồng tiền mà mình đang thịnh hành đó. Mà cái này là cái được chọn vô phải không, để in tiền á. Mà cái một sen bây giờ bỏ rồi, không xài nữa. 1 sen, 2 sen bây giờ bỏ rồi. Các bạn nhìn thấy cái đồng tiền 20 mới với đồng tiền 20 cũ không? Nhưng mà vẫn còn xài nha, tiền này vẫn còn xài nha. Đó, bây giờ đồng tiền mới nè. Đó, nó đẹp hơn. Đây các bạn, phía dưới đó là cái nơi chốn mà người ta đúc tiền đó. Hôm nay là cuối tuần mình thử rồi họ không có làm. Đó, chứ bình thường là họ làm việc là mình đứng như này mình nhìn xuống mình thấy luôn á. Ghét, bữa nay người ta không có làm việc nhưng thấy vắng ha. Mình nhìn xuống mình tưởng tượng giống như cái chỗ sửa xe chứ đâu biết cái nơi chỗ mà người ta đút tiền. À, bên này là đút tiền, đút xong rồi bên kia họ check lại coi nó có bị lỗi gì không. Đây nè, tránh bếp lại để đọc cái chữ này nè. Đó, cái chữ khoi đó, Rogo Salamin đó. Tại hiện bây giờ mấy cái đồng tiền nó mình đang xài đó. Ôi mấy cái này đẹp quá nè. Cái này là quy chương vàng, quy chương bạc, quy chương đồng. Yeah, nhưng mà đẹp quá ha. Năm 2000. Xuất biết đó. Hiển cũng có một cái nữa. Cái vàng bự hơn cái này. Chị đó mua nhưng mà mấy đồng quá. Ăn rồi. Cái máy này để cho quan khách đi vô đây để nhìn coi, để biết nó phóng bự ra đó, mình nhìn mình thấy cái mặt nữ hoàng nè, thấy không các bạn, thấy không? Đó, xích vô chút cho nó rõ, nó hơi mờ đó, vậy nó rõ rồi đó. Rồi xoay dưới, xoay qua bên đây. Cái này là cái để họ check lại những cái đồng tiền nào mà bị lỗi bị gì họ để ra hay sao á. Đại khái những cái máy mà họ làm việc thôi, họ cho mình biết là vậy đó. Vậy là đồng tiền họ cho mình ra mình xài kỹ quá ha. Họ làm nó check kỹ sợ. Cái đồ mà nó bấm là ra để nó làm hay sao đó, mà cái này nó bị hư rồi, bị lỗi kỹ thuật rồi. Mình làm cái này nó bị lỗi, nó sẽ hư tới cái máy luôn. Tại vì cái đó nó đánh cái đồng tiền này đi như thế nào vậy đó. Vậy là mình tính đồng tiền nó cũng cứng quá ha. Nó làm tới hư cái dĩa luôn á, thấy không? Các bạn thấy trong này nó có 6 miếng 50 cm mà mỗi một miếng như vậy á, nó để vậy cho mình hiểu nè. Cái thứ nhất là cái máy dập nó chỉ có 5 tấn thôi, sức nặng nó 5 tấn thôi, là 5.000 kg nó nện xuống. Thì cái đồng 50 cm nó chưa có thấy hình gì hết trơn, nó mờ mờ thôi. Rồi qua bên đây tới 20 tấn là chúng ta sẽ thấy cái đồng xu nó có hình hơi rõ nét. Cứ như thế rồi lên 40 tấn, rồi lên 60 tấn, 80 tấn và cuối cùng 120 tấn là các bạn mới thấy cái đồng 50 cent nó rõ hình rõ nét. Đó, mà các bạn biết muốn dập một cái đồng tiền cái máy tới 120 tấn, bởi vì nãy mình thấy nó bị bể cái dĩa đó. Yeah, tôi nghĩ là nó sức nặng nó rất là mạnh đó. Cho nên nó bị bể luôn cái dĩa đó luôn á. Mình thấy cái vàng sắt như vậy nếu như mà mở lên mà hoạt động chắc ồn dữ lắm mà tay, phải không? Tại sắt không mà giá. Cái này là cái hình ảnh mà họ cho mình thấy là khi đúc cái đồng tiền đó sẽ như thế nào, từng tự máy móc sẽ lấy vật dụng nhôm thao đồng gì đó là họ đưa vô đó, rồi từ từ mới cắt ra cái đồng xu, rồi bắt đầu mới nén, thì qua cái công đoạn máy không đó. Đưa gút lên chứ. cái nút của nó đó ha. Các bạn ơi, vừa rồi Hiển với Phó Bếp mời các bạn đi một vòng ở phía trên coi cái không gian mà chỗ người ta đúc tiền với cái lịch sử của đồng tiền Úc, đồng bạc cắt đó. Thì bây giờ ở dưới này là cái nơi chốn mà để họ bán những cái đồng tiền cắt với bán những cái quà lưu niệm mình muốn mua. Có thể họ bán những cái đồng tiền mà dài 300, dài 3.000 nữa. Đó. Mình đi vô mình coi có cái gì được không?
Cái này là ngoài những cái món đồ linh tinh cho trẻ nhỏ khoái chơi là đồ ở đây của người lớn nè. Đó, bỏ 3 đồng vô mà để mình lấy. Nó đang lên kìa, nó đang lên kìa. Đồ. Ồ, nó lộn kìa mạnh quá ha. Đây là đây, đây, nó chạy ra rồi, nó chạy ra rồi. Có biết lụm thôi. Đây. Đây, cái này là mặt bên đây là hình nữ hoàng, còn bên đây á nó đa cái bùa khủng long cho nên nó để cái hình khủng long này bên này nè. Đẹp chứ, cái hình này đẹp chứ. Các bạn thấy một cái đồng gì vậy? Họ bán 15 đồng. Cái đó là cái gì? Cái đồng tiền á, đồng tiền giống như nãy mình in nhưng mà nó khác một chút. Đó, đẹp chút hả? Về nó bán là 15 đồng. À, mình có kỷ niệm được rồi. Cái này lên 130 lận nè, cặp này nè. Hình giá là đẹp quá ha. Tới 130 đồng cho một cặp. Ồ, cái hộp kẹo nó cũng để cái hình ở ngoài là một đồng nè. Đẹp quá. Dạ, 39 đồng. Trời ơi, mấy cái này là cái áo hả? Cái này là đồ máng chìa khóa chơi đó mà. Này cái áo nè. Dễ thương không? 2009. Hả? Dạ, không biết có tốt không à. Có 109 đồng hả? Ờ, sao rẻ vậy? 101. Rồi mấy em heo bỏ ống. Hay quá. Ồ, đẹp quá ha. Đây, hình cái logo của cái đồng tiền đó. Dễ thương ghê không? Cái vớ cũng vậy, cái vớ cũng có hình con này con kia chơi. Ở trên này họ chỉ bán quà lưu niệm thì vậy thôi. Đó, nó thiêu mấy cái con đó đó. 30 đồng. Cái này là những đồng tiền mà nè, người, đây nè. Tí sủ dần mẹo á. Cái này 5 con cọp nè, Tiger nè. Đó, có hình cọp nè các bạn. 12 đồng mấy một cái đó, còn cái này thì 20 đồng mà hai cái, hai hình nè. Có chữ chữ này không biết chữ gì, chữ phước hay chữ tài lộc vậy. Chữ cọp à. Cái này chắc nguyên bộ của nó quá hả? Đó, nó có hai cái hình, năm nào thì nó ra hình ấy cho mình mua để giống như để dành vậy luôn á. Trời ơi, cái bông hồng đó 160 á, đẹp quá ha. Đây các bạn, hiện muốn giới thiệu các bạn đây cái đồng tiền là nó nói về những cái dịch rạn san hô ở tại Queensland á. Cái vùng tiểu bang Queensland nó có một khu san hô mà mình đi cả ngày không hết đó, là cái đó cũng là một của thiên nhiên chứ không phải của người làm. Đó là bảy kỳ quan thế giới là Úc mình có cái đó đó. Cái giá vàng, cái mệnh giá vàng nó là khoảng 100 đồng nhưng mà cái giá họ bán ra đó là 3.750 đồng. Thì những nhà sưu tầm tiền đồ này kia đó họ hay mua mấy cái này để họ chơi mà. Tại nó không có nhiều, nó chỉ đặc biệt có một cái thôi cho nên cái giá của nó. Bên đây là những cái đồng tiền mà họ in bằng vàng hết luôn á, mà cái giá nó là 14.500 đồng. Các bạn thường là hay nghe người ta hay nói tiền nhiều đó làm gì thì đây. Nó bằng vàng mà nó có giá trị vậy. Với lại cái hộp nó cũng đẹp quá trời, thấy không? Anh mua tặng em một cái hộp đó đi. Đỡ cái đít lên nghe. Nó lại coi sao dở vậy. Ôi. Không có gì lắm hết chứ. Hello các bạn ơi, vừa rồi Hiển với Phó Bếp đã mời các bạn đi một vòng tham quan cái khu đúc tiền. Là cái xưởng đúc tiền này thành lập năm 1965 nha các bạn. Trước mặt Hiển là những cái hình khuôn mẫu của những cái đồng tiền Úc đó. À, bên này nó có 2 sen với 1 sen, nó không có xài nữa. Tương lai rồi cũng có thể 10 sen rồi 20 sen họ sẽ bỏ bớt. Tại vì khi mà cái vật giá lạm phát mà nó tăng lên thì đương nhiên những cái đồng tiền mệnh giá nhỏ họ sẽ bỏ. Đại khái là Hiển với Phó Bếp cũng chia sẻ với đại gia đình mình đôi nét về cái đồng tiền Úc. Mong rằng đại gia đình mến yêu có những giây phút thư giãn cuối tuần vui vẻ nha. Nhớ cho Hiển với Phó Bếp một like khi xem clip các bạn nha. Giờ thì Hiển với Phó Bếp xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo. Bye bye, bye, bye. Hey.